Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 55, Đạo Quân. Hậu lễ sao? Hắc Mậu Đơn không biết chuyện, không hiểu. Thương Triều Tông thấy nhiều người sững sờ. Nhớ lại trước khi bế quan, đạo gia có nói chuyện này là thật. Giờ nhớ lại mới sợ hãi. Lam Nhược Đình hỏi: đạo gia, lẽ nào việc trưởng môn mấy phái đích thân tới chính là hậu lễ lúc trước đạo gia nói? Người Hữu Đạo cười hỏi: lẽ nào mấy phái tới đây trợ lực với vương gia cướp Nam Châu? Làm tiên sinh còn hiềm lễ nhẹ không vừa mắt sao? Không không không, lẽ nào, tuyệt đối là lẽ nào. Lam Nhược Đình vội vã xua tay, không biết nên nói như thế nào, chỉ giải thích: ta chỉ cho rằng lẽ nào kế hoạch ban đầu của đạo gia đã tính đến bước này. Người Hữu Đạo lắc đầu: có biến đấy, lễ vật lúc trước ta nói không phải cái này, chỉ là thuận thế mà làm, nói chung là không thể kém hơn lúc trước. Lam Nhật Đình thở phào nhẹ nhõm. Ông ta còn tưởng mới bắt đầu hắn đã có thể tính tới ngày hôm nay. Nếu thực như vậy, mưu lược của vị này quá là khủng bố và đáng sợ. Huynh muội Thương Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy bị họ cũng bị dọa cho sợ. Dù là thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong lòng họ vẫn cảm khái không thôi. Già cưới Phượng Nhược Nam, mượn binh quận Quảng Nghĩa, đặt chân tại huyện Thương Lương, thuyết phục Hà Như Nguyệt, công chiếm quận Thanh Sơn, bây giờ lại còn đưa tới mấy phái trợ lực giành Nam Châu. Liên tiếp những việc này thực sự khiến cho người ta phải than thở. Mấy người không thể không thừa nhận, một mình Nghĩa Hữu Đạo đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ. Nhớ lại lúc đầu hai huynh muội đã chuẩn bị đi qua mật đạo lưu vong hải ngoại, nhớ lại tình cảnh rời kinh thành như là chó mất chủ, ai ngờ có thể đã có ngày hôm nay. Mà lúc trước mượn binh Phượng Lăng Ba, giờ ngược lại lại muốn không đánh mà chiếm được tâm huyết nhiều năm của Phượng Lăng Ba, làm sao mấy người có thể không cảm khái chứ? Mấy người phòng trường Thiên Ngọc Môn vẫn chưa nói chuyện này cho Phượng Lăng Ba, nếu lão biết không biết sẽ có cảm giác gì. Thương Thục Thành không nhịn được nhìn lại viên cương sau lưng Nghi Hữu Đạo, vẫn còn nhớ khi còn ở Nam Sơn hắn ta đã nói với mình, từng lời vẫn còn văng vẳng bên tai: ta biết huynh muội các người nghĩ cái gì. Các người cảm thấy tu vi đạo gia không cao, vậy là các người có mắt mà không nhìn thấy vàng nạm ngọc rồi. Với tình cảnh hiện tại của các người, bản thân đạo gia còn quan trọng hơn tu vi của hắn rất nhiều. Các người giữ sai đối tượng rồi đấy. Bây giờ ngẫm lại câu nói này nàng mới hiểu. Những lời của Viên Cương khi ấy, mỗi câu, mỗi chữ đều như là châu ngọc. Bây giờ tất cả mọi chuyện xảy ra đã hoàn toàn chứng minh cho lời của Viên Cương khi đó. Có thể thấy được thực sự hiểu đạo gia vẫn là Viên Cương. Có thể thấy được khi ấy quả thực Viên Cương thực lòng chỉ đường cho họ. Giờ nghĩ lại, nhiều lần Thương Thục Thanh phải sợ, nàng vui mừng vô cùng. Nếu lúc trước bỏ qua, hai huynh muội làm sao có thể có ngày hôm nay? Chỉ ít bất luận làm sao cũng không thể quật khởi nhanh như vậy. Họ mới rời kinh thành nửa năm thôi. Tạm gác chuyện lễ trọng sang một bên, Thương Triều Tông hỏi ý kiến: đạo gia, bên Hải Như Nguyệt đã giục chúng ta mấy lần? Nghi Hữu Đạo hỏi: hỏi cái gì? Bà ta nóng lòng muốn nhìn thấy hiệu quả của anh Dương Vũ Liệt. Ta cũng có thể hiểu được, bà ta chỉ lo lắng nhi tử có chuyện, người nhà họ Tiêu không còn, lúc nào vạn động thiên phủ có thể làm gì mình, nên vội vã trông mong bên này mau chóng mạnh lên để mình có chỗ dựa. Bản thân vương gia có thể thông cảm cho bà ta, nhưng mà việc này nào có nhanh chóng được chứ. Luyện binh không phải là một chuyện một sớm một chiều, còn có rất nhiều điều kiện hạn chế. Nếu là kỵ binh không thể thiếu chiến mã số lượng lớn, riêng điều này thôi trong thời gian ngắn khó mà đạt được. Người Hữu Đạo suy tư một lát: điều kiện hiện tại của chúng ta có hạn,
Vương gia không cần để ý tới bà ta, chỉ cần ngài khống chế được việc làm theo đúng kế hoạch là được. Lam Nhược Đình chen vào một câu: ý của đạo gia là bỏ Hải Như Nguyệt. Người hữu đạo khẽ lắc đầu. Tình huống hiện tại xem ra ai chấp trưởng Kim Châu cũng không có lợi với vương gia bằng Hải Như Nguyệt. Nói chung việc này vương gia không cần quan tâm. Vương gia chỉ cần tập trung làm việc của mình. Hải Như Nguyệt để ta đối phó, ta sẽ có biện pháp động viên bà ta. Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao mấy người chợt cảm thấy phiền toái này không còn là vấn đề. Sau đó mọi người bàn luận thật lâu, chủ yếu là thương lượng công việc tiếp theo. Người hữu đạo dặn dò Thương Triều Tông rất nhiều, thi thoảng hắn ta lại gật gật đầu như là đã nhớ. Biết người hữu đạo đường dài vất vả, mấy người cũng không có quấy rầy lâu, chỉ nói chuyện một lúc rồi cáo từ. Người hữu đạo tự mình ra ngoài đưa tiễn. Dù mấy người Thương Triều Tông vẫn cứ chối không cần, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, hắn vẫn nghiêm ngặt làm theo một vài quy định, đưa người Thương Triều Tông ra tận cửa. Hắn cũng không muốn Thương Triều Tông cho rằng mình công cao tự kiêu. Hắn đã bỏ ra tâm huyết lớn như vậy, liều mình vượt qua nguy hiểm lớn như vậy để nâng đỡ Thương Triều Tông, cũng không muốn sau này sẽ phải trở mặt vô tình. Đi thêm vài bước, khách khí một chút cũng không có đáng gì. Nhìn theo mấy người rời đi, người hữu đạo xoay người đi lòng vòng, thấp giọng dặn: nuốt hết mọi chuyện ở Đại Tuyết Sơn vào bụng cho ta, không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Hắc Mẫu Đơn gật đầu: vâng. Viên Phương hỏi: chuyện gì vậy? Viên Cương trầm mặc. Hắn ta hiểu xem ra đạo gia cũng không muốn để huynh muội Thương Thị biết chuyện này. Nâng đỡ thì nâng đỡ, nhưng mà đạo gia vẫn để lại một đường lui. Hắc Mẫu Đơn hỏi: đạo gia, nếu không có chuyện gì nữa thì tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nghi Hữu Đạo gật đầu, dặn Hắc Mẫu Đơn chuẩn bị, quay sang hỏi Viên Phương: Lão Hùng, Lục Thánh Trung kia bây giờ thế nào? Viên Phương cười khà khà gian xảo đáp: vẫn sống tốt, vẫn đang giam giữ đây. Thấy y cười quái lạ, Nghi Hữu Đạo nói: đưa ta đi xem. Viên Phương dẫn hắn đi tới sân Trúng Tăng Nam Sơn tự ở. Đi dưới mái hiên, qua mấy gian phòng mở cửa, gian nào Nghi Hữu Đạo cũng vào trong xem xét thử. Kết quả chỉ thấy vẫn là các tăng nhân đầu trọc, không có gì thay đổi, chỉ đang khêu đèn chuyên chú sao chép kinh thư. Nhìn cảnh ấy hắn lắc đầu, không cần nói gì, chỉ cần xem bao nhiêu hòa thượng như vậy mà không một ai bị bên ngoài mê hoặc, khẳng định là nhờ phương pháp giáo dục của trụ trì Viên Phương. Hiển nhiên Viên Phương vẫn còn đau đáu muốn chấn hưng Nam Sơn tự. Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, mặc kệ đã biết thêm bao nhiêu phong vân và phồn hoa, tấm lòng ngày đầu của y vẫn chưa thay đổi. Người hữu đạo không biết nên khâm phục y hay là nên đạp hai chân y nữa. Lăn độn theo lão tử nhưng mà tâm vẫn hướng sang Phật tổ, thế này là sao? Nhưng mà chuyện này ngươi còn không nói được gì, có thể nói Viên Phương hai chân hai thuyền sao? Người có ý kiến với Phật tổ tiết chân trời cũng vô dụng, nói ra lại thành người không có đạo lý. Người hữu đạo cũng biết đây là tín ngưỡng của Viên Phương. Rất nhiều năm trước y còn nhỏ, Nam Sơn tự đã nhận nuôi y, không để y bị chết đói giữa rừng núi hoặc là bị dã thú ăn thịt. Viên Phương muốn dùng cả đời để báo ân, hắn còn có thể nói gì chứ? Bảo Viên Phương không được báo ân sao? Hắn cũng không cho phép người vong ân phụ nghĩa ở bên cạnh mình, vì vậy cũng chẳng có cách nào. Phòng trừng đám người này sẽ ở bên cạnh mình một khoảng thời gian rất dài nữa. Cứ cho là có một đám người đang tụng kinh cầu phúc cho mình đi. Chỉ có điều giữ một đám hòa thượng bên người, hắn vẫn thấy là lạ. Hai đời cộng lại, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có ngày này. Viên Phương đưa hắn tới một căn hầm, vất tay ra hiệu cho tăng nhân trông coi mở hầm. Nắp hầm dưới sàn mở ra, một mùi tanh tưởi bốc lên gay mũi. Người hữu đạo nhíu mày. Hai tăng nhân bước xuống bậc thang đi xuống hầm, chẳng mấy chốc có tiếng xích sắt loảng xoảng dưới đó vọng lên. Lục Thánh Trung bị trói chặt tứ chi ở đứng trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, nhưng mà hắn hoàn toàn không thể nhận ra, đầu óc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu không rõ được, như là bôi thứ gì đó lên mặt vậy, quần áo thì sọc sạch khó coi. Lục Thánh Trung không nhịn được giơ tay gãi gãi đầu. Hai mắt Nghiêu Hữu Đạo lấp lóe, nhìn rõ cái con sâu gì đó
trong tóc gã bỏ ra, cơ mặt giật giật một chút. Thêm vào mùi tanh hôi dọa người từ trên người của gã, Nghiếu Đạo xoa xoa mũi, cau mày nói: "Cho họ đi tắm rửa đi, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ngày mai mang đến gặp ta." Hắn muốn nói chuyện với Lục Thánh Trung, nhưng mà sáu người thế này hắn trốn không kịp. Thèn chốt là đối mặt với người thế này, hắn không thể mở miệng nổi, ngất mất. Viên Phương lập tức phất tay ra hiệu cho tăng nhân làm theo. Nghiếu Đạo để ý, nghe nói vậy Lục Thánh Trung khóc chảy nước mắt, quay đầu rời đi. Nghiếu Đạo hỏi Viên Phương: "Sao lại làm người ta thành ra như vậy?" Đạo lý của Viên Phương rất đơn giản, đạo gia dặn dò không được để gã chạy thoát, y cũng sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên dặn chúng tăng Nam Sơn Tự tuyệt đối tránh mọi khả năng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nói trắng ra là không được mở xích sắt trên người Lục Thánh Trùng. Từ khi bị bắt, Lục Thánh Trùng chưa bao giờ rửa mặt, nhốt ở đâu thì ăn uống ngủ nghỉ luôn ở đó, quần áo cũng không thay, không thối mới là lạ. Về chính sảnh quận thủ, Lam Nhược Đình thở dài. Thương Triều Tông ngồi xuống: "Cớ gì tiên sinh lại thở dài?" Lam Nhược Đình lắc đầu cười khổ: "Nếu không phải sợ khiến cho đạo gia nổi giận, ta thực sự muốn đến tòa miếu nhỏ ở thôn kia xem. Từ một thôn trang sơn dã thời loạn lạc, lại có thể có một viên cương như vậy đã thực hiếm thấy rồi, lại còn nuôi ra được một yêu nghiệt đạo gia xuất sắc như thế. Ta hổ thẹn sâu sắc với bao năm truyền thụ của lão sư. Chỉ sợ nếu lão sư còn sống cũng sẽ cảm khái." Ông ta lắc lắc đầu, không dám bất kính với lão sư đã mất, lại thở dài: "Tuổi còn rất trẻ, bất luận là kinh nghiệm cuộc sống hay là kiến thức, làm sao có thể làm được như vậy? Ta thực không thể tưởng tượng được. Quả thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử, không phục không được. Có thể đây chính là kỳ tài ngất trời trong truyền thuyết." Thương Thục Thanh an ủi: "Tiên sinh quá khiêm tốn rồi, ai cũng có sở trường riêng. Tiên sinh am hiểu quân sách và chính vụ, đạo gia lại chưa bao giờ đụng vào, có thể thấy đạo gia không am hiểu chuyện này. Ở điểm này khẳng định đạo gia không bằng tiên sinh." Lam Nhược Đình khoác tay áo, ra vẻ không cần nói vậy. Điều chỉnh lại tâm trạng, ông ta trầm ngâm nói: "Vương gia, ta nghĩ đến một chuyện. Trước đến nay vẫn là đạo gia giúp chúng ta, mà hình như chúng ta chưa bao giờ trả cho đạo gia cái gì. Tiếp tục như vậy lâu dài không được. Chuyện cung ứng tài nguyên tu luyện đã đồng ý lúc trước." Dù ông ta không nói hết câu, nhưng mà huynh muội Thương Thị đều hiểu. Lúc trước họ đồng ý cung cấp tài nguyên tu luyện, nhưng bị Thiên Ngọc Môn xen vào chiếm mất. Nói một cách nào đó là bọn họ nuốt lời rồi. Thương Triều Tông cắn răng: "Không thể hiện chút gì thực không nói được nữa, khó mấy cũng phải chen bỏ một chút. Bên cạnh hắn có nuôi người, không thể nào không có tiền tiêu cơ bản. Trước hết tìm cách lấy ra 10.000 kim tệ đi." Không phải hắn ta hẹp hòi, mà cuộc sống dân sinh của quận Thanh Sơn vốn khó khăn, lại thêm vào bại lui, nhân mã quận Thanh Sơn đều đem đi tất cả những thứ gì đem đi được. Có quá nhiều thứ cần bỏ tiền, thời gian ngắn ngủi, nguyên khí vẫn chưa thể hồi phục. Thiên Ngọc Môn giúp chấn giữ quận Thanh Sơn đã không dễ, giờ còn muốn họ cung cấp tài lực là không thể. Lam Nhược Đình khổ sở nói: "Có hơi xấu hổ, cả quận Thanh Sơn lớn như thế mà chỉ có thể lấy ra 10.000 kim tệ choán, hắn tin sao?" Thương Thục Thành nói: "Nếu đạo gia có thể đưa ra con đường kiếm tiền cho Thiên Ngọc Môn thì hẳn là cũng là người thông tình đạt lý. Ta là nữ nhân, dễ nói chuyện, để ta đưa cho hắn rồi giải thích thêm, có lẽ hắn có thể thông cảm." Ý của Lam Nhược Đình là tìm cách thu vén cấu xé từ những khoản chi tiêu khác ra, thêm vào một chút. Nhưng mà Thương Thục Thanh đã nhận định đạo gia sẽ không có ý kiến gì, ông ta không nói gì nữa. Nói thật, đưa 10.000 kim tệ Thương Triều Tông cũng áy náy ngại ngùng, chỉ sợ chẳng dám đưa. Nhưng mà hiện giờ quận Thanh Sơn chỗ nào cũng hỏng, nơi nào cũng cần chấn hưng, thực sự có quá nhiều nơi quan trọng cần tiêu. Muội muội chủ động nhận việc này, hắn ta mừng lắm, gật đầu nói: "Thanh nhi nói có lý, nữ nhân các muội muội nói chuyện dễ hơn, để muội đi đi." Ánh mắt của Lam Nhược Đình liếc nhìn Thương Triều Tông có hơi quái lạ, nghĩ bụng, để một hoàng hoa khuê nữ chưa gả
chạy sang với chỗ một nam nhân cũng gọi là tiện sao? Lẽ nào ngài không sợ lời ra tiếng vào hủy sự trong sạch của muội muội nhà mình? Thực tế căn bản Thương Triều Tông không lo chuyện này, vì muội muội mình xấu xí đáng sợ, nào có nam nhân nào có ý định biến thái thế được chứ. Hắn ta cũng không cho rằng đạo gia có khẩu vị đặc biệt như vậy. Đương nhiên cũng vì hắn ta tin vào nhân phẩm của Nghi Hữu Đạo, tiếp xúc lâu như vậy chưa bao giờ thấy hắn đòi tí gì với nữ sắc, không giống như một số tu sĩ của Thiên Ngọc Môn. Sau khi quyết định 10.000 kim tệ, Lam Nhược Đình lập tức sai người đi lấy tiền tới. Cũng không phải bên này hiện nay chỉ có 10.000 kim tệ, hơn 10 vạn kim tệ tiền mặt cũng có, nhưng mà có rất nhiều kế hoạch chi tiêu, tiêu tốn rất nhiều, tiêu vào đây một chút, chỗ quan trọng khác sẽ phải giảm bớt. Bành Hữu Tài cũng cùng một đám cao tầng Thiên Ngọc Môn đi tới, còn có cao tầng ba phái Lưu Tiên Tông cũng ở đây, không cố gắng phục vụ không được, chi phí đã căng thẳng lắm rồi, giờ lại còn phải bỏ ra 10.000. Người giữ tiền đi dâng sổ sách lên. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đã bàn bạc một lúc lâu, chỉ vì 10.000 kim tệ này, tư vị một văn tiền làm khó anh hùng thật không dễ chịu. Bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn quyết định giảm bớt quần nhu, tạm thời khấu từ một phần tiền lương của quân sĩ. Thực sự không thể động vào một số khoản chi tiêu gấp như là lửa xém lông mày khác. Việc quan hệ tới lòng người quận Thanh Sơn không thể có sai lầm. Hiện giờ quân đội phải nuôi, từng bữa ăn của quan viên cũng phải dùng tiền, bảo quan viên địa phương và gia quyến đói bụng, người ta còn cai quản địa phương giúp người sao? Quân đội ăn chung rồi, không cần quân sĩ bỏ tiền, mọi người đã chiếm được địa bàn quận Thanh Sơn cũng có thể thấy được lợi ích đường này. Cố gắng giải thích với tướng lĩnh biên giới một chút, lại hứa hẹn sau này nhất định sẽ đền bù cho mọi người, cũng có thể trấn an được biên giới. Thương Triều Tông tự tay ký tên khấu trừ 10.000 kim tệ ở trên cột quần nhục. Một tấm kim phiếu trị giá 10.000 kim tệ lập tức được giao đến tay Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình lại giao cho Thương Thục Thanh nhận kim phiếu. Thương Thục Thanh phòng trừng Ngưu Đạo vừa về sẽ không đi nghỉ sớm như vậy, mà lúc nãy gặp mặt cũng chưa nói là với hắn câu nào, mang theo tâm tư nàng cầm kim phiếu đi vào viện từ đằng sau phủ quận thủ. Quả thật Ngưu Đạo không nghỉ ngơi, hắn đang tắm. Quận chúa, hay ngài đợi ngồi sảnh trước, chờ đạo gia tắm xong sẽ thông báo cho ngài. Viên Phương canh giữ bên ngoài thử hỏi, khá là chột dạ. Y cũng không hiểu làm sao Hắc Mẫu Đơn lại đi cùng đạo gia. Chính mắt y nhìn thấy nàng cùng đạo gia vào tắm, lâu như vậy còn không đi ra. Cô nam quả nữ tắm chung, còn có thể có chuyện gì tốt chứ? Y cũng sợ người ngoài nhìn vào lại khó chịu, dù sao tuổi Hắc Mẫu Đơn cũng lớn hơn đạo gia không ít. Trong lòng y cũng thầm thở dài, với điều kiện của đạo gia, nữ nhân có thể nào mà không tìm được chứ, làm gì phải qua lại với Hắc Mẫu Đơn. Thương Thục Thanh mỉm cười, không cần, ta chờ đạo gia ở đây, không bỏ ra nổi nhiều tiền, đành phải thành ý hơn một chút bù vào vậy. Viên Phương không nói gì, thân phận Thương Thục Thanh là quận chúa, y cũng không dám cứng rắn ngăn cản. Y còn cân nhắc tìm cách lừa Thương Thục Thanh rời đi, tránh khỏi thấy thứ không nên nhìn. Ai ngờ cửa phòng tắm lại mở ra, Hắc Mẫu Đền thân thể đầy nước đã ra trước, mặc thường phục sau khi tắm, tóc dài xõa trên vai. Gần như cùng một lúc, Ngưu Đạo cũng mặc thường phục thong thả ung dung đi ra. Thương Thục Thanh đứng trong sân ngơ ngác nhìn cảnh này, nàng ngơ ngác nhìn trước nữ sau nam bước ra, hai mắt tròn xoe. Cái chớp mắt này Thương Thục Thanh kịp phản ứng lại, chỉ thấy đột nhiên tim mình cảm thấy đau, đau tới không chịu nổi, đau tới thấu tim gan. Chỉ một giây này trái tim nàng như bị một mũi tên bắn trúng vậy, cảm giác khó nói nên lời kia ập tới tràn ngập toàn thân. Nàng chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, lại càng ghi tạc ở trong lòng. Nàng cũng không hiểu vì sao thấy cảnh này mình lại phản ứng như vậy. Nhất thời Thương Thục Thanh luôn thông tuệ lại hơi bối rối, có thể nói lòng rối như là tơ vò, tay chân luống cuống, vội quay đầu bước đi. Thấy nàng đi tới bậc thang, đang muốn bước xuống, Ngưu Đạo cũng hơi sừng sốt, nữ nhân này có ý gì đây? Hắn vội gọi, quận chúa có việc gì sao? Thương Thục Thanh vừa đi vừa đáp lại, không có chuyện gì, là Thanh Nhi mạo muội. Cũng không quay đầu, nàng vội vàng biến mất sau cửa nguyệt.
Hắc Mẫu Đơn đứng bên cạnh Nghi Hữu Đạo đăm chiêu. Nghi Hữu Đạo chậm rãi bước xuống bậc thang, hỏi Viên Phương: có phải quận chúa có chuyện gì không? Viên Phương gật đầu: có vẻ có việc gì đó nên mới chờ đạo gia ở đây. Phòng chừng là... Y liếc mắt chậm rãi sang Hắc Mẫu Đơn. Phòng chừng là đã hiểu lầm chuyện gì đó, sợ là hỏng chuyện tốt của đạo gia ngài. Nghi Hữu Đạo lạnh lùng lườm: ngươi là người xuất gia, đâu ra lắm ý đồ xấu thế? Viên Phương lẩm bẩm: còn không rõ sao? Trừ phi là người mù, bằng không có ai mà không thấy. Nghi Hữu Đạo quay lại nhìn phòng tắm, nhìn dung nhan Hắc Mẫu Đơn, lại nhìn mình, kết hợp với lời nói vừa rồi của Thương Thục Thanh, ngẫm lại thì cũng phải, có thể hiểu lầm thật. Nhưng mà hắn mặc kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm chứ, chẳng có gì cần giải thích. Hắn phòng trường Thương Thục Thanh cũng không có chuyện gì quan trọng, bằng không với sự thông minh của nàng, nàng sẽ không chút về hiểu lầm này mà vội vàng lảng tránh như vậy. Nàng biết nặng biết nhẹ, nếu không phải chuyện quan trọng, giờ tối rồi cũng không cần vội, hôm nào gặp hỏi rõ mới được. Nghi Hữu Đạo xoay người đi. Hắc Mẫu Đơn đi đằng sau cười hỏi: đạo gia, có phải vị quần chúa này thích ngài không? Nghi Hữu Đạo lườm nàng một cái, chẳng muốn nói đến vấn đề tẻ nhạt này. Hắn không có hứng thú gì với Thương Thục Thanh, không liên quan thế đẹp hay xấu. Dù dung mạo nàng đẹp như là thiên tần thì cũng không có ý định lung tung kia, huống chi nàng còn xấu đến đáng sợ nữa. Hắn xem người không xem bề ngoài, nhưng mà cũng không đến nỗi có khẩu vị đặc biệt như vậy. Quan sát phản ứng của hắn, lại thêm vài câu thăm dò, Hắc Mẫu Đơn xem rõ đạo gia không có cảm xúc gì với vị kia. Có điều ngẫm lại cũng phải, dung nhan của nàng ấy thật là đáng sợ. Nếu không có thân phận bối cảnh, chỉ sợ không có nam nhân nào để ý tới. Hắc Mẫu Đơn là người từng trải, lắc lắc đầu, lòng thầm thở dài. Dù xấu đẹp thì có nữ nhân nào không có thuở mới biết yêu chứ. Chỉ có điều nha đầu ngốc khó mà qua cửa ải này thôi. Chỉ mong nha đầu ngốc này hiểu được mình cần gì, không nên bị cảm xúc rung động lần đầu che mắt, cuối cùng lại là tự mình làm mình tổn thương. Dù sao nàng cũng vừa thương hại vừa thông cảm với Thương Thục Thành. Thân là nữ nhi, nàng cũng cảm động. Nàng hiểu rõ dung mạo có ý nghĩa thế nào với một nữ nhân. Lớn lên xấu như thế còn có thể thản nhiên gặp người, nàng ấy cần phải kiên cường tới mức nào mới được chứ. Không chỉ nàng, ngay cả Phượng Nhược Nam trước giờ vẫn không khách khí với phe Thương Triều Đông, thấy Thương Thục Thanh cũng đã chủ động thân cận. Hiện nay trên căn bản sẽ không có nữ nhân nào coi Thương Thục Thanh là uy hiếp trong tiềm thức, cũng khó sinh lòng ganh tị. Xấu một chút đôi lúc cũng không hẳn là chuyện xấu. Mà lúc này Thương Thục Thanh đang đứng trong bóng tối ở dưới chân tường, một tay bám vào bờ tường, cúi thấp đầu. Tay kia nàng xoay chậm đưa lên, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ lên vết mất xấu xí che khuôn mặt của mình. Đầu ngón tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy tự ti, mặc cảm và buồn bã. Có điều cũng bởi vậy mà nàng nhanh chóng bình tĩnh tỉnh táo lại, bởi vì nàng biết nàng không thể. Hỏi ngược lại, mình đang làm gì đây? Làm sao có thể làm lỡ việc chính chứ? Quay lại biết báo cáo với ca ca và Lam tiên sinh thế nào? Nhất định bên ca ca còn đang chờ mình quay lại, nhất định phải hỏi thái độ của đạo gia thế nào. Người nào? Một bóng người nhảy ra trên góc tường phía trước, hỏi một tiếng, giọng nói sang sảng mạnh mẽ, đầy khí thế hùng hồn. Người tới chính là Viên Cương, đang cẩn thận kiểm tra chỗ ở của Nghi Hữu Đạo. Đi tới đây đột nhiên thấy một người đang trốn trong bóng tối góc tường. Là ta. Thương Thục Thanh đứng thẳng lại đáp. Thấy nàng dựa vào tường, Viên Cương đi tới nghi ngờ hỏi: quận chúa, sao lại ở đây? Không khỏe sao? Thương Thục Thanh nghĩ một chút, tìm cách cứu vãn tình hình bèn đáp: ta có việc cần phải tìm đạo gia, nhưng không biết đạo gia đang tắm cùng Hắc Mẫu Đơn, đã xông tới khiến đạo gia mất nhã hứng, vội vàng tránh ra. Hiện giờ nghĩ lại, chuyện ca ca dặn còn chưa kịp làm, không biết nên phải làm sao cho phải. Viên Cường vừa nghe đã biết Hắc Mẫu Đơn mặt dày kia, lại khiến cho người ta hiểu lầm đáp: không có gì là xông tới hay không xông tới, đạo gia cũng không có nhã hứng kia. Đạo gia và Hắc Mẫu Đơn không phải như người nghĩ. Quận chúa cả nghĩ rồi, vừa có chính sự,
Đạo gia cũng không nghỉ ngơi gì, đi theo ta. Gặp lại Nghiêu Húc Đạo trong phòng khách, Thương Thục Thanh đã khôi phục bình tĩnh và lý trí. Chú ý phản ứng của nàng, hai mắt hắn bỗng đơn sáng lên hai lần. Thấy Viên Cường đưa Thương Thục Thanh về, Nghiêu Húc Đạo mặc thường phục cũng không để ý chuyện nhỏ lúc trước, cười nói: xem ra là quận chúa có việc thật, không biết là có gì phân phó. Đạo gia nói đùa rồi. Thương Thục Thanh lấy tấm kim phiếu gây ra, đặt lên khay trà, mấy ngón tay nhanh nhẹn đẩy kim phiếu tới trước mặt Nghiêu Húc Đạo. Nghiêu Húc Đạo liếc nhìn giá trị tấm kim phiếu ngờ vực hỏi: quận chúa có ý gì vậy? Cho ta sao? Người cùng chí ngắn vẫn luôn là đạo lý, dù là thiên kim thân vương hoàng tộc cũng vậy. Lúc này Thương Thục Thanh cũng hơi lung túng. Người bên cạnh đạo gia cũng cần chi tiêu, nhưng mà tình hình quận Thanh Sơn hiện giờ trăm phế chờ hưng, chút tiền này đạo gia đừng chê ít, cứ nhận trước, sau này chờ thu được các loại thuế phú sẽ bù đắp cung phục. Là cho mình thật, Ngưu Hữu Đạo hiểu, nhưng ánh mắt nhìn tấm kim phiếu vẫn có nét gì đó quái lạ. Ánh mắt này quán khiến Thương Thục Thanh hơi bất an. Chẳng lẽ mình đoán sai, đối phương chê thật sao? Ngưu Hữu Đạo nhướng mày trầm ngâm hỏi: tình hình tiền nong hiện nay của quận Thanh Sơn rất căng thẳng sao? Dù hắn không hỏi Thương Thục Thanh thì cũng chuẩn bị giải thích rõ. Hắn đã hỏi cũng bớt việc phải quanh qua lòng vòng, đang gật đầu đáp: lo lắng không biết nói thế nào, nhưng mà thực sự có rất nhiều việc gấp như là lửa xém lông mày, cần đến tiền. An quân an dân, cố vòng trinh đinh, khắp nơi đều phải dùng tiền. Người Hữu Đạo chế nhạo: lẽ nào không lần nào cướp của người giàu chia cho người nghèo ở huyện Thương Lưu nữa sao? Cả quận Thanh Sơn lớn hơn huyện Thương Lưu nhiều. Hắn đang ám chỉ khi nói đến huyện Thương Lưu, Thương Triều Tông bèm cướp hết của cải của phú hộ huyện Thương Lưu đến không còn gì, cấp tốc gom góp ra một khoản tiền lương. Thương Thục Thanh lắc đầu: cũng không phải không có ý định đó, nhưng trước nay khác giờ khác. Lúc trước có thể thành công là vì huyện Thương Lưu không có bất kỳ phòng bị, không ngờ ca ca đột nhiên ra tay. Đại chiến quận Thanh Sơn thì không giống như vậy, phú hộ có đủ thời gian để bỏ chạy, mang được cái gì thì đều mang đi cả, chỉ còn một số tài nguyên nhỏ không mang đi được, ví dụ như là trạch viện đạo gia đang ở đó, vì thế không quét được bao nhiêu. Còn bách tính bên này, ca ca đã hạ lệnh chính là một lần thuế cần thiết, nếu không có lần trưng thu đó, chỉ sợ 10.000 kim tệ này cũng không lấy ra được. Cả cả mấy chấp trưởng quận Thanh Sơn, bách tính vẫn còn bất an, ngờ vực và vẫn còn đang quan sát. Vừa mới tới đã thu thuế, nếu mới không bao lâu thì lại thu lần nữa, chỉ sợ mất hết dân tâm. Một khi bách tính kinh hãi bỏ chạy, hoặc cùng nhân mã triều đình nội ứng ngoại hợp, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Người Hữu Đạo khẽ gật đầu, hắn có thể hình dung được. Thiên Ngọc Môn nhận chống đỡ chính là vì muốn cướp lấy lợi ích, không thể mong họ dồn quá nhiều tài lực vào đây. Người ta canh giữ một phương cho ngươi là vì muốn có tiền, chứ không phải là chi tiền. Thiên Ngọc Môn biết bên này tạm thời khó khăn, không đòi tiền người ta là tốt rồi, ngươi còn muốn người ta móc tiền túi ra cho ngươi sao? Vẫn chưa đến lúc quay đâu ra được tiền, ngươi còn không triệt Thiên Ngọc Môn, muốn canh giữ cho ngươi làm gì? Còn Phượng Lăng Ba không nhận được lợi ích từ quận Thanh Sơn, còn phải bù vào một lượng lớn nhân mã và vật tư đã khó chịu rồi, nào có chuyện bỏ cả đống tiền lớn để tiếp tế. Đây chính là mình sơ sẩy. Nghiêu Húc Đạo trầm mặc, ấn ấn kim phiếu trên khay trà, đẩy trà về Thương Thục Thanh. Rõ ràng hắn không chịu nhận. Thương Thục Thanh cẩn thận hỏi: đạo gia chê ít sao? Nghiêu Húc Đạo gật đầu: nếu để cung phụng ta, chút tiền này quả thực hơi ít, ta cũng không biết chia cho mọi người như thế nào. Hắn nghiêng đầu nhìn về đám Viên Cương, bị người ta chê thẳng mặt, quả thực nàng tiến thoái lưỡng nan. Thương Thục Thanh xấu hổ lúng túng vô cùng, cảm giác cực kỳ xấu hổ vì nghèo thực không dễ chịu, vừa nói vừa như cầu xin: đạo gia có ơn lớn với huynh muội chúng ta, không có đạo gia sẽ không có huynh muội chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết chút tiền này chẳng đáng là bao, nhưng mà quả thực bên này cực kỳ khó khăn. Chỉ cần quận Thanh Sơn khôi phục được nguyên khí, cái gì nên cung phục,
đều sẽ đưa tới cho đạo gia. Hiện giờ... Ngưu đạo giơ tay ngắt lời. Quận chúa hiểu lầm rồi. Ý của ta là quận chúa không nên coi thường ngưu mỗ ta. Ta không thiếu chút tiền ấy. Hắn quay sang chỉ Viên Cương. Lấy 20 vạn ra giúp vương gia đi. Viên Cương không lấy gì, lặng lặng lấy một xấp kim phiếu ra, đếm đếm 20 tờ, đặt 20 tấm kim phiếu giá trị 10.000 lên trước mặt Thương Thục Thành. Mặt nàng trố mắt ra nhìn, rồi lui lại. Thương Thục Thành ngơ ngác nhìn chồng kim phiếu, lại ngẩng đầu nhìn Nghiếu Đạo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nghiếu Đạo đưa tay ra hiệu. 20 vạn kim tệ nhờ quận chúa chuyển cho vương gia giải quyết nỗi lo gấp gáp. Với hắn, hắn không thể để các thế lực khác gây ảnh hưởng lớn đến mức có thể áp đặt Thương Triều Tông. Như vậy sẽ hoàn toàn bất lợi cho mình. Hắn lao lực tâm tư giúp đỡ nâng đỡ Thương Triều Tông, không chỉ vì huynh muội Thương Trị, mà còn vì an toàn hiện tại và tương lai sau này. Cần phải cho những người đi theo mình, bán mạng cho mình, một câu trả lời thỏa đáng. Vì lẽ đó, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tranh quyền, có sức ảnh hưởng chủ đạo lên Thương Triều Tông với Thiên Ngọc Một. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa tới thời điểm đó. Nếu Thiên Ngọc Môn không chịu ra tay tiếp tế, vậy hắn cũng không khách khí. Chớp mắt, Thương Thục Thành cảm thấy mình đang bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Lấy ra 10.000 kim tệ cho người ta, người ta không lấy, lại còn lấy ra hơn 10 vạn kim tệ đưa cho mình giải quyết. Đây là kết quả nàng không ngờ tới, bảo nàng làm sao có thể chịu được. Nàng đỏ mặt, khuôn mặt lại càng xấu xí, ngây ra đó cắn môi. Nàng chưa kịp nói gì, người hữu đạo đã hiểu nàng nghĩ gì, khoát tay nói: quận chúa không nên hiểu lầm, tiền này ta cho vương gia mượn chứ không phải là tặng không, sau này có điều kiện trả lại ta. Quận Thanh Sơn cực kỳ căng thẳng, không vay mượn được đâu, giờ chỉ có người đồng ý cho vay tiền vô điều kiện, không muốn sao? Dù Thương Thục Thanh không muốn, nhưng mà với thực tế trước mắt này khó có thể chối từ. Cuối cùng nàng thẹn thùng lúng túng nhận lấy. Khi nàng về đến trước cửa quận phủ, lập tức có người dẫn nàng tới thư phòng vương gia. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình đang chờ nàng ở đó. Vừa thấy sắc mặt muội muội không bình thường, Thương Triều Tông lập tức hỏi: Thanh Nhi, sao rồi? Thương Thục Thanh lấy ra tấm kim phiếu 10.000 kim tệ từ trong ống tay áo, đặt lên bàn. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông nhìn nhau. Thương Triều Tông hỏi thường: Hắn chê ít không nhận sao? Thương Thục Thanh lại lấy ra một xấp kim phiếu từ trong ống tay áo để lên bàn. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông sửng sốt. Lam Nhược Đình cầm kim phiếu lên đếm, ngạc nhiên hỏi: 20 vạn? Quận chúa, chuyện gì vậy? Đạo gia biết tình hình quân nhu chi bên này rất căng, cho nên cho chúng ta mượn 20 vạn kim phiếu để dùng đó. Thương Thục Thanh kể lại đại khái tình huống khi đó. Trong thư phòng lặng im. Hồi lâu sau, Thương Triều Tông mới lẩm bẩm: Hắn kiếm đâu ra lắm tiền vậy? Lam Nhược Đình hỏi: Lúc trước thân Thiên Ngọc Môn có hỏi chúng ta biết tin hắn cướp sạch hàng hóa của cửa hàng Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn ở Trích Tinh Thành không? Sợ là tiền này có quan hệ với chuyện đó. Chỉ là ba phái chạy tới nương nhờ ở đây, ân ân oán oán chúng ta không biết, không biết đạo gia muốn thế nào. Thương Triều Tông hơi trầm mặc, rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Hình như người ta chẳng thiếu cái gì, bản vương có thể cho người ta cái gì đây? Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh đều trầm mặc, đều thông cảm cho cảm giác muốn thưởng mà không thể thưởng quán ta. Những người khác đều chăm chăm đòi tiền mình, đạo gia lại chỉ cho, có thể nói từ đầu đến giờ chưa nhận bất cứ thứ gì từ họ. Sáng sớm hôm sau, Viên Cương dùng hai nắm tay bám vào một cái xà đơn, kéo mình lên. Chỉ dùng vào lực nắm tay của bàn tay, giữ thật lâu, hắn ta đang luyện lực bắt của hai bàn tay. Mấy hòa thượng Nam Sơn Tự vẫn quét rác trong đình viện, loạt soạt. Trước vẫn vậy, giờ chỉ là khôi phục lại sinh hoạt thường ngày mà thôi. Sinh hoạt thường ngày của Nghi Hữu Đạo đại thể đều là do các hòa thượng này chăm lo, từ ăn uống thử độc, tắm gội giặt rũ, tới vệ sinh nhà cửa, mọi việc đều do các hòa thượng Nam Sơn tự lo. Đây cũng là ý của Viên Cương.
Công việc hàng ngày phục vụ Nghi Hữu Đạo đều được Viên Cương chia ra từng phân đoạn, định ra từng bước tỉ mỉ, chi tiết, để cho đám hòa thượng này nghiêm ngặt chấp hành, không cho phép người bên ngoài nhúng tay. Chủ yếu là để bảo vệ Nghi Hữu Đạo, không cho kẻ có ý đồ xấu có cơ hội ra tay. Trong ánh nắng ban mai an lành, Hắc Mẫu Đơn đi ra, qua người quét rác, tới trước cửa phòng Nghi Hữu Đạo, gõ gõ cửa. Được hắn ta cho phép, bèn đẩy cửa bước vào. Chỉ chốc lát sau, Hắc Mẫu Đơn từ bên trong đẩy cánh cửa sổ phòng quán ra. Viên Cường treo trên xà đơn, nghiêng đầu nhìn sang. Qua cửa sổ, thấy Nghi Hữu Đạo ngồi trước bàn gương. Hắc Mẫu Đơn bắt đầu chải tóc cho hắn. Đúng lúc này, Thương Thục Thành cũng tới, gật đầu mỉm cười với hòa thượng quét rác hành lễ, cũng gật đầu vào chào với Viên Cương đang cho mình trên xà. Một khắc sau, thấy Hắc Mẫu Đơn và Nghi Hữu Đạo trong phòng, bước chân nàng khựng lại, ngơ ngác nhìn. Từ trước vẫn là nàng chải tóc cho hắn, giờ hắn về, nàng theo thói quen định tới chải giúp. Thương Thục Thành do dự không biết có nên lại gần hay không, dù sao bên cạnh đạo gia cũng đã có một Hắc Mẫu Đơn gần gũi. Bối rối lúng túng lúc lâu, cuối cùng chỉ thầm cúi đầu, ánh mắt sắc mặt đều buồn ủ rũ, phát hiện mình chạy đến đây chỉ là dư thừa, cũng rất lúng túng, không biết nên quay về hay là đi tiếp. Nàng vẫn tự cho rằng mình hiểu chuyện, biết phân nặng nhẹ, có thể nghĩ thông, thản nhiên đối mặt, nhưng mà tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được cảm giác khó chịu ở trong lòng. Này, Viên Cường treo trên xà đơn đột nhiên hít một hơi bay lên. Nghi Hữu Đạo nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, mở mắt ra nhìn. Hắc Mẫu Đơn đang cẩn thận chải tóc cho hắn, cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Hai người thấy hành động của Viên Cương, cũng thấy Thương Thục Thành đang đứng lặng im trong đình viện. Nghi Hữu Đạo liếc nhìn Viên Cương nhảy khỏi xà đơn đầy thâm ý, hơi nghiêng đầu gọi: "Mời quận chúa tới đây." Hắc Mẫu Đơn buông tay, thả lược xuống bước ra ngoài, mời Thương Thục Thành đi vào. "Quận chúa có việc gì sao?" Nghi Hữu Đạo cười hỏi. Thương Thục Thanh dịu dàng đáp: "Tới xem đạo gia đổi nơi ở có quen hay không thôi." Nghi Hữu Đạo à một tiếng: "Ta còn tưởng quận chúa định đến chải tóc cho ta đấy." Thương Thục Thanh liếc nhìn Hắc Mẫu Đơn: "Có Mẫu Đơn tỉ tỉ làm rồi, không cần Thanh Nhi tay chân vụng về." Nghi Hữu Đạo nói: "Nàng ấy sao? Nàng ấy mới là tay chân vụng về, không bằng nàng." Hắc Mẫu Đơn lườm hắn một cái, thầm mắng đồ vô lương tâm: "Lão nương hầu hạ ngươi lâu như vậy, phí công rồi, chỉ đổi lấy một câu chân tay vụng về thôi sao? Ngươi đi chuẩn bị nước rửa mặt đi." Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu nói với Hắc Mẫu Đơn: "Vâng." Trong phòng chỉ còn lại hai người, hoàn toàn yên tĩnh. Nghi Hữu Đạo còn chưa chải tóc xong, chậm rãi nhắm mắt. Thương Thục Thành bối rối không biết nên đi hay là nên ở, mím đôi mắt anh đào, nhẹ nhàng đi tới trước bàn trang điểm, cầm lược đi ra sau lưng Nghi Hữu Đạo, cẩn thận tỉ mỉ chuyên chú chải tóc. Không cần nhìn là ai, cảm giác thoải mái quen thuộc khiến hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại. Cái cảm giác khi Thương Thục Thành chải tóc khác với Hắc Mẫu Đơn chải, mỗi một sợi tóc đều có thể cảm nhận được sự dịu dàng, cẩn thận, thư giãn thoải mái chảy xuôi khắp toàn thân. Hắc Mẫu Đơn chải luôn dùng lược giật thật mạnh, đôi khi đứt mấy sợi. Thương Thục Thanh thì không, chỉ khiến người ta cảm thấy hưởng thụ. Thực ra mới đầu Nghi Hữu Đạo cảm thấy để tóc dài như vậy thật là phiền, cho nên tùy ý buộc thành đuôi ngựa. Chỉ là Thương Thục Thanh khiến cho hắn cảm thấy chải tóc cũng là một loại hưởng thụ, dần dần quen búi tóc. Vẫn là quận chúa chải đầu dễ chịu. Nghi Hữu Đạo lim dim. Thương Thục Thanh hơi mấp máy môi, nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn là thế sao?" Nghi Hữu Đạo ừ một tiếng như phủ định: "Thật đúng là không giống. Chỉ là để ngài là quận chúa mà lại làm việc thô tục này thật không thích hợp." Thương Thục Thanh khẽ khẽ đáp: "Không sao." Nghi Hữu Đạo mỉm cười, không nói chuyện này nữa, lại hỏi: "Đã dùng bữa sáng chưa?" Thương Thục Thanh vẫn cẩn thận chải đầu vuốt tóc choán, không ngừng tay đáp: "Còn sớm, về rồi dùng cũng không muộn." "Có thấy thơm không?" Thương Thục Thanh hít hà, nhìn quanh. Lúc nãy đến viện tử này,
nàng đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ. Giờ nghe hắn hỏi như vậy thì cũng khá tò mò hỏi: có quan hệ tới bữa sáng sao? Người hữu đạo cười: hôm qua Viên Cương xem xét viện tử này, đã phát hiện chủ nhân cũ của nó để lại một đống mộc tử dùng để làm thuốc trong một gian phòng. Thực ra chính là sơn trà, có thể ép ra dầu. Dầu này rồi có thể làm nhiều đồ ăn. Đương nhiên Viên Cương sẽ không bỏ lỡ, đã dạy đám hòa thượng kia nên làm như thế nào. Mùi thơm kia hẳn là đang ép dầu. Người hữu đạo cười: hôm qua Viên Cương có nói sáng nay sẽ dạy các hòa thượng làm chút bánh quẩy, lại ở lại cùng nếm đi. Bánh quẩy á? Thương Thục Thanh kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe được cái tên đó. Hiện giờ cũng đã có chỗ an ổn rồi, Viên Cường sẽ dạy các hòa thượng kia chút kỹ nghệ nấu nướng. Lão Hùng ở bên cạnh nghe xong lập tức đòi quyền quản chế. Lão yêu quái kia khá là hẹp hòi, người cũng biết đấy, sau này có lẽ sẽ không phải ai cũng có thể dùng. Bữa sáng ở đây đâu? Quận chúa vẫn chải tóc cho ta, không thể báo đáp, nếu không chê sau này cứ sang đây dùng cơm với ta. Thông Thục Thành cũng cười đồng ý. Được. Hắc Mẫu Đơn bưng nước rửa mặt tới, bên này tóc cũng chải xong. Hắc Mẫu Đơn nhìn thấy không khỏi bội phục tay của Thương Thục Thành khéo tay, chải cho đạo gia một mái tóc dài không loạn sợi nào, cực kỳ chỉnh tề, ngay ngắn. Sau khi rửa mặt, hai nữ nhân cũng đi xem bánh quẩy. Trong nắng sớm, Nghiêu Hữu Đạo bồi hồi ngồi trong đình viện suy tư. Viên Cương đi tới bên cạnh. Nghiêu Hữu Đạo người người mùi dầu thanh trên người hắn ta, không hỏi chuyện bánh quẩy mà hỏi: người có ý kiến gì với Hắc Mẫu Đơn? Viên Cương lắc đầu: không có. Nói vậy mà không phải vậy, thực ra hắn ta vẫn không ưa nhìn một số hành vi của Hắc Mẫu Đơn, cho rằng nàng không biết xấu hổ. Nhưng mà hắn ta hiểu đạo gia, xưa nay đạo gia vẫn không có phủ nhận ai vì khuyết điểm của họ. Nhìn thấy khuyết điểm của một người cũng phải nhìn thấy ưu điểm của họ. Hắn cảm thấy người thích hợp thì dù người có khuyết điểm hắn cũng nhận. Hắn ta biết đạo gia không quan tâm đến khuyết điểm của Hắc Mẫu Đơn, nói cũng vô dụng nên không nói. Người hữu đạo đột ngột đổi đề tài: mang Lục Thánh Trung tới gặp ta. Viên Cương gật đầu: nàng là quận chúa. Hắc Mẫu Đơn bị chặn ở cửa phòng bếp, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng và Thương Thục Thanh muốn xem bánh quẩy làm thế nào lại bị Viên Phương cản lại không cho vào bếp. Hắc Mẫu Đơn đành chỉ Thương Thục Thanh bên cạnh làm bình phong. Viên Phương chắp tay với Thương Thục Thanh: quận chúa, đây là độc môn, là bí phương độc môn đạo gia đã đồng ý cho Nam Sơn Tự chúng ta. Sau này Nam Sơn Tự phải dựa vào đây mà kiếm tiền, đạo gia cũng đồng ý mà. Sau này xếp phòng bếp của Nam Sơn Tự làm, xin quận chúa thứ lỗi. Rõ ràng là hắn không chịu nhượng bộ, chỉ sợ bị người ta ăn cắp bí mật. Da mặt Thương Thục Thanh không dày, bị nói vậy xấu hổ đành bỏ đi suy nghĩ muốn xem thử. Hắc Mẫu Đơn quay người đi theo nàng, khinh bỉ bỏ lại một câu: lão Hùng, phòng bếp không phải là của nhà ngươi, ngươi dám treo luôn tấm biển Nam Sơn Tự trước cửa phòng bếp luôn rồi. Hai người rời đi. Viên Phương cầm bánh quẩy vàng ươm mở lên, cắn rồm rốp, xốp xốp giòn giòn, càng nhai càng thơm, hít mắt hưởng thụ mỹ vị. Quay đầu nhìn phòng bếp, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ lẩm bẩm: Nam Sơn Tự, khá có lý. Nhòm nhòm nốt bánh quẩy vào trong mồm, nhai nhai, phủi tay. Hắn cho người gọi thủ tọa Tây Viện Như Minh và thủ tọa Đông Viện Như Hối qua. Chủ trì. Hai vị thủ tọa chắp tay trước ngực thi lễ. Viên Phương chỉ phòng bếp: sau này làm việc ở đây nhớ kỹ giữ tốt cho ta, không cho người khác trộm bí phương đi. Vâng. Viên Phương chỉ mái cửa phòng bếp, lập tức làm một tấm biển Nam Sơn Tự tới treo lên trên cửa. Hai vị thủ tọa còn tưởng là mình nghe lầm. Như Minh hồ nghi hỏi: chủ trì, treo tấm biển Nam Sơn Tự chúng ta ở cửa bếp được sao? Viên Phương lấm lét nhìn quanh: có biết tại sao ta mặt dày mày dạn xin đạo gia truyền quản phòng bếp không? Kiếm tiền, đây đều là đường kiếm tiền cả đấy, hiểu không? Về sau vạn nhất lăn lộn bên này không được nữa, chúng ta còn có được bí phương này, đi đâu cũng không cần lo lắng lăn lộn không được, hiểu chưa? Hai người gật gật đầu. Như Hối lại nhìn phòng bếp nhưng vẫn không thể hiểu được, nhăn nhó khổ sở hỏi:
Nhưng mà treo tấm biển Nam Sơn Tự chúng ta ở cửa phòng bếp có phải là bất kính với Phật Tổ không? Viên Phương trừng mắt mắng: bếp này không phải là của nhà chúng ta, giờ bảo cái gì không cho người ta vào bếp? Chỉ có treo biển nhà chúng ta lên, đó mới là địa bàn của chúng ta. Ta là người bên cạnh đạo gia, người ta nể mặt ta, ta ở đây còn cản người ngoài được, nhưng mà ta không ở đây cứ thế canh giữ nổi chỗ này sao? Các người dựa vào cái gì mà cản người ta? Treo biển thì lại khác, về sau ai muốn đập biển nhà chúng ta cũng phải đắn đo một chút. Về sau phòng bếp này sẽ là do chúng ta quản, chúng ta ở đây không có tác dụng lớn gì, ngoài một chút việc vặt có thể làm gì nữa? Dù sao thì cũng phải có được cái gì đó chứ. Sao các người không hiểu được nỗi khổ tâm của bần tăng? A Di Đà Phật. Hai vị thủ tọa nổi lòng tôn kính, cùng chắp tay ở trước ngực, khom lưng hành lễ với hắn. Sau đó Như Minh nhanh chóng đi làm miền Nam Sơn Tự. Không bao lâu sau, một tấm biển gỗ viết chữ Nam Sơn Tự được treo ở trước cửa phòng bếp. Bánh quẩy ăn rất ngon, Thương Thục Thành dùng bữa cũng rất thích. Đoạn Hồ liên tục gật đầu, cầm bánh tiêu cắn một miếng, quay sang hỏi: ê Lão Hùng, cửa bếp có treo biển Nam Sơn Tự lại còn không cho ai vào, là có ý gì vậy? Viên Cương nghe vậy ho khan một tiếng, cháo trong miệng suýt đã phụt ra. Người Hữu Đạo ngẩng phát đầu lên kinh động nhìn Viên Phương như gặp phải tiên nhân, ngạc nhiên hỏi: người treo biển Nam Sơn Tự ở cửa phòng bếp sao? Hắn không thể tin nổi, địa vị của Nam Sơn Tự trong lòng mấy hòa thượng này không hề tầm thường, làm sao họ có thể khinh nhờn như vậy? Viên Phương xoa xoa hai tay, cười hắc hắc đáp: làm chút công việc lặt vặt bẩn thỉu ấy mà, Nam Sơn Tự chúng ta chỉ cần thế là được. Đạo gia, sau này ngài muốn cứ ăn gì thì cứ phân phó, không cần người khác quan tâm, ăn đồ người nhà mình làm yên tâm hơn có phải không? Người Hữu Đạo yên lặng cùng với Viên Cương ngơ ngác nhìn y. Người khác có thể không biết, nhưng mà hai người này há lại không hiểu chút tâm tư của y. Muốn chiếm tiện nghi thực không cần mặt mũi nữa rồi, chưa bao giờ họ thích kỳ tài bậc này, coi như là phục y. Thương Thục Thành cùng Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau. Trước đó Hắc Mẫu Đơn nói vậy chỉ là mỉa mai nói đùa, không ngờ cái tên Viên Phương lại làm thật. Người Hữu Đạo nhìn cháo hoa trong chén, lập tức nói ra một câu khiến cho Viên Phương cực kỳ khó xử: ta ăn mặn, đêm nay làm vài món mặn. Lần này đến Viên Phương trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn là Viên Cương đưa ra ý kiến trấn an cõi lòng đầy bi thương của y. Cửa phòng bếp có thêm một câu đối: tiểu nhục xuyên tràng quá, Phật Tổ tâm trung lưu. Dịch nghĩa: rượu thịt xuyên qua ruột, Phật Tổ vẫn ở trong lòng. Sau bữa ăn, Thương Thục Thanh rời đi, Lục Thánh Trung được dẫn tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Trong đình có treo một lồng kim xí, thi thoảng lại kêu lên ồ ồ. Ngưu Hữu Đạo ngồi trong đình, nhìn Lục Thánh Trung đã tắm rửa thay quần áo thở dài. Thời gian ủy khuất Lục huynh rồi. Hắn đưa tay ra hiệu mời ngồi. Lục Thánh Trung không ngồi, nhớ lại khoảng thời gian bị giam giữ không bằng heo chó, y bi phẫn đáp lại: Ngưu Hữu Đạo, rốt cục là ngươi muốn làm thế nào? Nếu ngươi muốn hại ta, cứ ra tay đi. Có lời gì thì cứ ngồi xuống rồi nói. Ngưu Hữu Đạo lại đưa tay mời. Lục Thánh Trung cười khổ, chậm rãi ngồi đối diện Ngưu Hữu Đạo, xem hắn tự tay châm trà đổ nước cho mình, hỏi: ngươi giữ ta lại không giết, hẳn là vì ta vẫn còn có ích cho ngươi. Quả nhiên là ngươi thông minh. Buông chén trà, Ngưu Hữu Đạo cười nói: thực ra ta rất thưởng thức Lục huynh. Nói lại, chỉ là Lục huynh không may mắn thôi, hết lần này đến lần khác đều làm việc cho Tống Diễn Thành, nếu không, không biết tình hình sẽ thế nào. Lục Thánh Trung cười ha ha tự giễu hỏi: muốn thế nào? Lục huynh có biết tình hình của Ngũ Lương Sơn hiện giờ không? Phần lớn thời gian ta bị giam lỏng ở nơi tối tăm không ánh mặt trời, các hòa thượng làm việc vặt kia không nói nhiều với ta, làm sao ta biết được tình hình của sư môn? Nhưng mà chắc đắc tội với bọn Vương Hoành, đoán chừng cũng chẳng có gì tốt. Người Hữu Đạo nâng chén ra hiệu mời dùng trà hỏi: vậy Lục huynh có biết Tống gia ở Yến Kinh bây giờ thế nào không? Lục Thánh Trung vẫn bình tĩnh, bưng chén trà chậm rãi nhấp một hớp, khép mi mắt, lâu lắm rồi y không nếm tư vị trà, thong thả hưởng thụ. Ta làm sao mà biết, làm gì ngươi biết rồi còn cố hỏi?
Tống Cửu Minh xuống đài. Có người chặt đầu cả nhà lão mang đến cho ta. Đầu của đám Tống Cửu Minh, Lưu Lộc, Tống Toàn đầu chôn ngoài thành kia kìa. Nếu Lục Huynh có hứng thú, ta có thể cho ngươi đào lên cho ngươi xem một chút. Người hữu đạo nâng chén chỉ ra hướng ngoài thành. Lục Thánh Trung giật mình hỏi: Ngươi xử lý Tống gia rồi sao? Người hữu đạo nâng chén đến bên môi, hỏi một đằng đáp một nẻo. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, so với Ngũ Lương Sơn của ngươi thế nào? Bây giờ ba phái đều tới tìm ta, trưởng môn ba phái đều ở trạch viện bên ngoài, ta nói đến là phải đến ngay lập tức. Lục Thánh Trung trợn tròn hai mắt. Đương nhiên ba phái kia lớn hơn Ngũ Lương Sơn của gã rất nhiều. Người hữu đạo chậm rãi nói tiếp: Có lẽ Lục Huynh không biết, bây giờ Dung Bình quận vương đã công chiếm toàn bộ quận Thanh Sơn, Châu Mục Nam Châu Chu Thủ Hiền cũng không thể làm gì, triều đình nước Yến chỉ có thể nén giận. Tiếp theo quận Quảng Nghĩa cũng coi như là đồ trong tay của Dung Bình quận vương, không lâu sau đó chiếm toàn bộ Nam Châu chỉ như chờ bàn tay. Không biết Lục Huynh có cảm tưởng gì, Ngũ Lương Sơn có dự định gì? Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Sorry mọi người, mũi của mình nó đang hơi có vấn đề, đọc nó bị nghẹt mũi thì chất lượng hơi kém, anh em thông cảm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.